kính thưa quý vị, nhân đây tôi cũng xin mượn buổi phát hình ngày hôm nay để chia sẻ đến quý vị sự khác biệt của Medicare và Medicaid. Trong trường hợp của bà đã có đi làm ở tuổi 62 bà được 914 đồng. Ở tuổi 62 bà có quyền được lãnh cái tiền hàng tháng, tiền hưu bổng hàng tháng, đó gọi là cash benefit, nhưng mà bảo hiểm y tế của Medicare thì mình chưa được. Medicare là chương trình bảo hiểm y tế của cấp liên bang dành cho những người có đi làm, có đóng thuế an sinh xã hội và thuế Medicare. Cái người bình thường, về hưu bình thường không có do bệnh tật thì sẽ bắt đầu được hưởng Medicare ở cái tuổi 65. Và những người bất luận tuổi tác, nếu mình có đi làm, có đóng đủ thuế an sinh xã hội, rồi không may mình trở thành bệnh tật, mình phải xin cái tiền SSDI. SSDI là chữ viết tắt của Social Security Disability Insurance, là cái bảo hiểm tàn tật an sinh xã hội. Thì khi mà mình được cái tiền đó, cho dù một người rất trẻ có 40 tuổi thôi, thì chỉ cần 2 năm sau mình, khi mình lãnh được cái check SSDI thì mình cũng sẽ được hưởng Medicare. Còn Medicaid đó là chương trình trợ cấp y tế của cấp tiểu bang dành cho những người có lợi tức thấp và tài sản hạn chế. Thì cái Medicaid đó là chương trình của tiểu bang, tuy nhiên cái số quy định về cái mức tài sản thì giống như nhau trên các ngoại tiểu bang, là 2.000 đô la cho một cá nhân và 3.000 đô la cho một đôi vợ chồng. Thì như vậy, ở cái tuổi 62, thu nhập của bà cũng quá cao, mà cái 401k của bà quá nhiều. Và như vậy là không có nói chuyện Medicaid được. Yeah. Còn Medicare thì bà hãy còn quá trẻ ở cái tuổi 62 để được hưởng Medicare. Hiện nay thì có cái chương trình Obamacare. Thì khi mà mình về hưu non đó, mình có một cái khoản thu nhập, mình chưa được hưởng gì hết về mặt bảo hiểm y tế, thì bà có quyền ghi danh vào chương trình Obamacare để mà mua cho mình cái bảo hiểm y tế. Ok, tôi xin cảm ơn cô đã trả lời câu hỏi cho vị khán giả vừa rồi. Là con muốn nhắc lại là cái tiền, nếu mà tiền lương hưu của mình lãnh cao quá, với lại cái tiền 401k nó nhiều quá, thì mình không lãnh được tiền Medicaid hả cô? Medicaid là dành cho những người lãnh SSI. Và SSI là chương trình trợ cấp của chính phủ dành cho người lớn tuổi, tàn tật hay mù lòa. Thì cái tuổi của người cao niên qua chương trình SSI là tuổi 65. Tuổi hưu của bên quyền lợi an sinh xã hội, hưu non từ 62 trở lên, và hưu toàn phần tùy theo năm sanh của mình. Vì vậy, nếu mà bà lãnh từ 62 thì cũng chưa được hưởng gì hết. Nhưng mà nếu là tới 65 thì chắc chắn cái số tiền 900 mấy nó quá cao rồi. Cho dù tới 65, cho dù bà đã có tiêu hết cái tiền trong 401k thì cái thu nhập qua cái chi phí hưu bổng cũng đã là quá cao. Ok, wow. Vậy là vị khán giả này, trước khi mà mình block cái tiền đó lại, mình phải nên suy nghĩ lại hả cô hả? Dạ, thì chẳng hạn như là nếu mà bà còn sức khỏe để đi làm và biết rằng mình gia đình có tuổi thọ cao rồi, mình cũng không có đến nỗi mà cần phải nghỉ việc, thì khi đi làm có khi mình được cái bảo hiểm sức khỏe ở chỗ mình làm việc, thì mình cứ thong thả làm việc đó tới 65 tuổi, thì khi đó mình có quyền được hưởng Medicare. Và nếu mà nói về Medicare thì không phải tự động mà tới tuổi 65 mình còn đi làm, mà tới tuổi 65 mình tự động được hưởng, mà mình phải làm đơn xin thì chính phủ mới cấp phát cái Medicare cho mình. Riêng đối với những vị mà về hưu non thường hay tranh cãi với nhau, tôi đi tôi nghe mấy vị kể nhau ở cái bàn cà phê, là có người nói là tôi tá với anh đó là tôi tự nhiên là có Medicare. Có một ông kia mới nói là không, tôi 65 rồi. Cô hội quan có hay nhắc tôi là 3 tháng trước 65 tuổi là phải ghi danh, không ghi danh là bị phạt. Thì xin thưa, người nào có câu phát biểu đúng? Kính thưa quý vị, cả hai vị đều nói đúng hết. Điều thứ nhất, tự động được hưởng vào chương trình Medicare là dành cho những người về hưu
sau, ở cái tuổi 62 trở đi, thì sau khi đã ghi danh vào chương trình hưu bổng thì trên hồ sơ của an sinh xã hội đã có tên của quý vị. Là lãnh hưu non thì chúng tôi biết rằng quý vị không có bảo hiểm. Thì 3 tháng trước cái sinh nhật thứ 65 của mình, Sở An sinh xã hội sẽ gửi đến quý vị cái thẻ Medicare. Còn nếu mà mình còn tiếp tục đi làm, trên hồ sơ của an sinh xã hội chưa cho biết là quý vị đã có ý định về hưu chưa, hay là quý vị có muốn xin Medicare hay không, thì mình phải là người đề xuất cái việc là nạp đơn xin Medicare. Trong trường hợp mình ở tuổi 65 mà mình còn đi làm, vẫn phải đề xuất cái việc xin Medicare Part A, rồi tạm thời từ chối Part B nếu mình có bảo hiểm sức khỏe ở sở làm việc. Thưa quý vị, quý vị cũng có thể nhìn thấy rằng Andy đường mà để được hưởng Medicare còn xa quá, thành ra rất là dễ lẫn lộn. Con còn rất là nhiều câu hỏi để con hỏi cô. Bảo đảm với quý vị, những vị mà đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, tuổi từ 60 là đã nắm vững vấn đề rồi, phải không? Dạ đúng rồi, nắm vững vấn đề mà. Và đúng rồi cô, và nếu mà quý vị nào có còn thắc mắc về cái vấn đề an sinh xã hội, vấn đề về food stamp, Medicare hay là tiền già, tiền hưu, thì quý vị hãy gửi email về cho chúng tôi. Xin ái chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin kính chào quý vị.